picture style không ảnh hưởng đến fairer, vậy mình cần chỉnh picture style để làm gì? Có hai lý do chính mà Tony hay sử dụng picture style. Đồng ý rằng picture style không ảnh hưởng đến fairer, nhưng điều này tùy thuộc vào phần mềm bạn sử dụng khi đọc fairer trên máy tính của bạn. Nếu Tony sử dụng một phần mềm đọc fairer của hãng, ví dụ như Canon là Digital Photo Professional, thì tất cả các thông tin picture style trên cái file đó đều được lưu lại trên cái phần mềm này. Và điều này sẽ giúp cho bạn tối ưu được cái thời gian chỉnh sửa hình ảnh của mình rất nhiều. Đặc biệt khi Tony muốn chụp một tấm ảnh trắng đen và chỉnh picture style là monochrome, thì dĩ nhiên cái file RAW nó sẽ không ảnh hưởng đến cái phần trắng đen đó. Đây cũng chính là cái lý do thứ hai mà Tony muốn nói. Một cái file RAW thì thường là nó chưa được áp dụng các hiệu ứng vào, và khi mà xem á thì nhìn nó rất là chán. Nếu bạn không chỉnh picture style thì cái hình ảnh trên cái màn hình ở trên cái camera của bạn nó sẽ không có được đẹp. Khi mà bạn chụp ảnh thì bạn sẽ cho người được chụp xem ngay lập tức, họ thấy được màu sắc rồi đường nét và độ tương phản tốt ở trên cái màn hình của bạn, thì họ sẽ rất là thích và họ sẽ có một cái cảm hứng chụp ảnh rất là tốt. Vì vậy cái picture style này nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của khách hàng của bạn rất là nhiều, và nó ảnh hưởng đến việc thành công của buổi chụp rất là nhiều.